Nội dung lá thư Lee Sun Kyun gửi đến vợ và công ty trước khi qua đời được truyền thông Hàn Quốc hé lộ. Theo TV Joseon, trước khi rời nhà, anh để lại tờ giấy được viết dưới dạng di chúc. Trong đó có lời nhắn với vợ, diễn viên Yoon Hye Jin: anh không thể làm được, anh nghĩ đây là cách duy nhất. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới công ty quản lý vì bê bối ma túy của anh trở thành gánh nặng khiến công ty phải đền bù hợp đồng quảng cáo và phim ảnh, ước tính tổng thiệt hại lên tới khoảng 10 tỷ won, tức là hơn 7,7 triệu đô la Mỹ. Khi phải trình diện trước cảnh sát và truyền thông hồi tháng 10 vì nghi ngờ sử dụng ma túy, Lee Sun Kyun đã cúi đầu xin lỗi khán giả và gia đình. Để lo tiền án phí và tiền đền bù của chồng, nữ diễn viên Yoon Hye Jin bán nhà lấy 15 tỷ won, tức là khoảng 11,6 triệu đô la Mỹ, và cô cũng bị gỡ nhiều quảng cáo. Trong 3 lần bị cảnh sát triệu tập, nam tài tử luôn phàn nàn về sự bất công. Anh khẳng định mình bị lừa dùng chất cấm. Bằng chứng duy nhất cho thấy anh sử dụng ma túy là lời khai của người quản lý cơ sở giải trí, một người họ Kim 29 tuổi. Một ngày trước khi qua đời, nam diễn viên đã viết đơn yêu cầu cảnh sát tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và kết quả xét nghiệm ma túy chi tiết của cơ quan pháp y quốc gia cho thấy anh có kết quả âm tính với ma túy. Cảnh sát Hàn Quốc trước đó nhận được cuộc gọi trình báo từ diễn viên Yoon Hye Jin vào khoảng 10 giờ 12 phút sáng 27 tháng 12, nói rằng chồng cô đã bỏ nhà đi sau khi viết thư tuyệt mệnh. Sau đó, cảnh sát tìm thấy xe của một người đàn ông ở công viên vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 27 tháng 12. Họ xác nhận người đàn ông trong xe đã chết là tài tử Lee Sun Kyun. Ghế bên cạnh được phát hiện có than đang cháy làm dấy lên nghi ngờ anh tự tử. Nguyên nhân ngôi sao 48 tuổi qua đời chưa được cơ quan chức năng công bố. Tuy nhiên, theo Sở Cảnh sát Seongbuk, Seoul, nơi đang điều tra cái chết của Lee Sun Kyun, không tiến hành khám nghiệm tử thi vì tôn trọng nguyện vọng của tang quyến. Nếu cơ quan công tố chấp thuận điều này, thì việc khám nghiệm tử thi sẽ không được tiến hành. Khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 12, tang lễ Lee Sun Kyun được tổ chức riêng tư tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn đưa anh.